từ độ tuổi 30. Cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, kết cấu xương giảm đi 1% hàng năm. Lượng mỡ tăng còn các cơ thì giảm. Sự dẻo dai không còn như trước nữa và lúc nào bạn cũng phải lo lắng vì chứng đau lưng. Đau nửa đầu. Chết cha, gương mặt mình cũng đã có nếp nhăn. bụng cũng bắt đầu có mỡ. thỉnh thoảng cũng đau lưng dạo này mình cũng hay bị nhức nữa đâu trời ơi chẳng lẽ mình bị lão hóa thật rồi sao trời ơi làm sao bây giờ đây mới tập thể dục được vài bữa lại bỏ còn bắt đầu ăn giặc nữa Thôi, mình không muốn thành bà cô già xấu xí Rồi làm sao mà lấy chồng được đây Không được Diễm lệ này Đâu dễ dàng mà đầu hàng như vậy được Một nhân viên chăm sóc khách hàng Đầy kinh nghiệm như mình Làm sao lại có thể chịu thua Bắt buộc Mình phải lên kế hoạch Nếu giữ tuổi xương mình bắt buộc sẽ phải dẫn động mấy con nhỏ lười biếng kia tham gia cùng với mình <laughs> kế hoạch nếu giữ tuổi thanh xuân Alo Anh chán quá Diễm Lệ ơi Sao vậy anh Không hiểu sao Dung Hòa không muốn coi anh là một người bạn Sinh nhật của ấy anh gửi qua Rồi cô ấy nhắn tin lại hai chữ cảm ơn Giống như người xa lạ vậy Thôi anh đừng có buồn Hôm qua Dung Hòa cũng có chuyện không vui mà Ờ à. Hình như có một lần á Cô ấy hiểu lầm Anh là người theo phá cô ấy với ai á Anh đâu phải là người như vậy đâu Nào giờ Ai cũng khen anh đang nói có duyên trương mà hình như Dung Hòa không thấy như vậy Anh buồn quá Thôi mà anh, anh buồn làm gì Buồn chứ Tính Dung Hòa nó không thích dông dài đâu Bây giờ anh không biết làm gì luôn nè Thôi, vậy anh đi xem phim đi ha Phim gì Mấy hôm nay em xem phim nàng công chúa của tôi Hay lắm Thôi, phim nó sến lắm Mơ mộng mà thần tượng quá người yêu không hợp với anh đâu Anh không xem Ủa em đang làm gì vậy à, Dạ em đang xem tài liệu về làm đẹp thôi Anh xin lỗi em nha Làm bị phân tâm em làm việc đi nha Bye em Kỳ vậy Anh nói không xem phim đó Mà sao hiểu hết vậy Thôi kệ Mình cứ tiếp tục kế hoạch Nếu giữ tuổi xuân của mình Chỉ có ở giữa thiên nhiên, cỏ cây như vậy mình mới thấy có chút thư thái trong lòng. Liệu không biết có phải mình bị hội chứng sau một mình xâm nhập không nữa? Mà sao hôm qua tới giờ chưa thấy anh Trần Tình gọi điện ta? Không lẽ anh hiểu lầm mình chuyện hôm qua? Còn sợ danh nữa, sao cứ đeo bám mình hoài vậy không biết? Không lẽ... Em yên tâm, dù em có như thế nào, anh cũng rất là muốn có em không có chuyện đó đâu. Một con người như sở danh như vậy, làm gì có tình cảm thật sự chứ. Hắn chỉ đang bày trò để hại mình thôi. Giang trường đúng là khờ mà, để cho hắn lợi dụng như vậy. <laughs> Trời ơi, hết hồn hết vía à. Bà mà tôi cứ tưởng... Anh đùa em chút thôi, <laughs> mà sao em sợ vậy? <laughs> Hay, vẫn bị ám ảnh bởi người yêu cũ. <laughs> Tôi giết bà bây giờ đó Sao đây vậy? Thì chuyện hôm qua đó Tôi hơi lo cho bà Nên qua đây ăn ủi bà chút Mẹ bà nói bà ở ngoài này ừ. Mà sao giờ vẫn chưa đi làm? Chán Tính đi trễ một chút Hoặc là chiều mới tới Miễn sao hoàn thành cho xong được rồi Ờ à, Lâu lâu nghỉ ngơi một chút thì cũng được Làm quá Người ta lại tưởng mình lao đầu vào công việc cái gì trốn tình Tình ở đâu mà trốn Nghĩ làm sao á Người nhông sở danh vậy mà tôi lấy được chứ Ờ à, cho tôi hả Tôi quýnh cho một cái <laughs> Nghĩ thì cũng buồn thiệt Đời phụ nữ độc thân già nua tụi mình Ờ à, Nhưng còn Còn ông bạn cũ mà lâu ngày mới gặp lại Ông rất nhiệt tình nhã nhặn, Mà không phải hôm qua chàng Đã thay tôi bảo vệ nàng sao Cười, <cười>, à, cười là đúng rồi nha Thôi đi, chưa chắc đâu. Không biết á, tôi còn thời gian để yêu không ta? Ừ. nói vậy là văn chương nghe nó khóc đó nha. Thôi bỏ đi, nhắc tới cái bà hậu đậu đó là tôi phát mệt rồi. Ờ, biết là vậy, nhưng mà nghĩ đi á, mà nghĩ lại á, thì cũng tội cho nó thiệt. Ừ. Mà bà vẫn còn giận nó sao? Thường chứ giận cái gì? Ừ. <laughs> con ơi, dậy đi con. Con gái mi nhon xinh xắn bé bỏng của ba. ủa sao kỳ vậy cả mọi bữa kêu tới cái chữ mi nhon là nó thức dậy mà sao bữa nay con nè mi nhon ủa không lẽ nó bệnh trời ơi cái con mập này thiệt tình nói hết nổi luôn bởi vì ông bà mình có câu giàu đâu những kẻ ngủ trưa sáng đâu những kẻ say xưa tối ngày giờ này mà còn ngủ được thiệt tình nói hết nổi với con này nè thức dậy thức dậy dậy chưa cháy nhà cháy nhà rồi cháy nhà rồi mình chữa trái đi chữa cháy đi chữa cháy đi bà ơi cháy cái đầu con á giờ này chưa trời chưa trời mà còn ngủ là sao thức dậy giùm tôi một cái Đi ra coi cửa hàng, vệ sinh rửa mặt rửa mặt giùm tôi đi Dạ Mà nó quá rồi. Ra coi cửa hàng mà con tưởng trái nhà luôn <laughs> Con gái con đứa gì Trời đất ơi Cái tướng đi như hủi lô vậy Cũng là mình ngàn lần sai Khi đặt tên đứa con xinh xắn bé bỏng như vậy tình văn chương ba à đừng nói con vậy nha tôi con không biết làm thơ thôi nhưng mà con biết cảm nhận cái đẹp chứ bộ <laughs> nó vô trong đó rồi nó nói giọng ra không thấy mặt mà nghe tiếng không cũng nghe sướng cái lỗ tai à, phát ơn à. con ghét ba Alo! Alo! Bà đang làm gì đó? Tao đang bán bán đồ Thôi, không cần phải nói xạo đâu Tôi vào thẳng vấn đề luôn nè Dung hòa không giận bà chuyện hôm qua đâu Sáng mai cùng nhau tập thể dục ăn sáng Bà lấy lại tinh thần quậy tiếp bảo cáo hết <laughs> thánh giống là phù thủy hả ba? Phù thủy cởi chỏi mà, sao thánh giống lại cởi cây tre? <laughs> không phải, thánh giống là vị thần đánh giặc cứu nước, chứ không phải là phù thủy nghe con. <laughs> thần đánh giặc là gì hả ba? Ờ, à, là người có sức mạnh, đánh được nhiều người đó. Vậy hôm qua con thấy, ngoài đường có nhiều người đánh nhau, họ là thần đánh giặc hả ba? Ừ, không phải, thánh giống là truyện thần thoại Chứ không phải thời bây giờ đâu con Ờ à, Con đọc quyển này đi Có công chúa nè con Ba quyển này nhà mình có rồi mà Ba tìm quyển khác cho con đi Ừ vậy hả Thôi vậy thì bây giờ con ở đây con lựa đi ha Để ba qua quầy bên kia Coi có cuốn nào hay ba sẽ mua cho con nha Rồi con lựa đi Rồi ba đi nghe bé ngân nga phải không con có nhớ cô không a à, cô dung hòa ủa con đi với ai Daddy, đi đây là cô dung hòa nè ờ à. ờ à, 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 ba biết ủa? cô này rồi bé ngân nga là con gái của anh hả dạ con là con của ba đó ba con tên là sơn phong cô làm quen với ba con đi thôi được rồi chào cô chào anh thì ra Cô là người đưa bé Ngân Nga về hôm con bé đi lạc hả? Đâu có, nội đi lạc mà Rồi, nội đi lạc Hôm đó Ngân Nga kiếm nội về mà Dạ <laughs> Cô dung vào đi chọn sách cho con đi Ờ, từ sáng tới giờ tôi chọn không được Ờ, cô giúp tôi nha Nếu vậy thì uh, Cô đi chọn giúp con nha Ôi, thích quá, cảm ơn cô <laughs> Ngoan quá Con đi với cô dung hoài nha bà Ừ, uhm, vậy hai cô cháu uh, Cứ ở đây chọn đi ha mấy năm không sống ở đây rồi cái gì cũng lạ hết à nhân tiện chúc mừng sinh nhật cô luôn cảm ơn anh bất đây của cô hả ừ vậy con tặng cho cô một quyển truyện tranh cảm ơn con cô cũng thích truyện tranh lắm vậy hai cô cháu tìm truyện đi nha dạ Mà cũng đi tìm sách của ba chút xíu ha nè của con nè cảm ơn cô nha dạ không có gì à con đọc Doraemon nha Dạ à, Hay là con đọc truyện này ha Hay là Thánh giống nha Hay là Con đọc công chúa ngủ trong rừng nha Cô ơi Quyển này đẹp nè <laughs> Cô hết tuổi làm công chúa rồi con Vậy cô là cô tiên hả Con sẽ <laughs> làm công chúa <laughs> Rồi Vậy hai cô cháu mình đi lựa tiếp ha Dạ Sao kiếm hoài mà không thấy sách đó gì ta <laughs> Chắc là hết rồi đó Ừ, vậy thôi đi qua bên kia kiếm sách khác đi Ờ à. Cô ơi Gì vậy con heo tô màu hồng đẹp không cô Đẹp lắm Cái lỗ tai con định tô màu gì Vậy màu xanh nha cô Màu xanh hả Vậy là heo tay xanh rồi đó nha <cười> <cười> Vậy cái lỗ mũi con định tô màu gì Màu cam <laughs> Ba làm con hết học <laughs> Hai cô cháu ngồi đây nãy giờ làm ba hết hồn à Ba ơi Xe cô heo của con nè có đẹp không ba Ừ đẹp Con gái của ba làm gì cũng đẹp hết Ba ở đây có nhiều thứ chơi quá Ba phải dẫn con đi chơi gì nữa nha Nè công chúa đã xinh đẹp rồi Cô tặng con nè Quá wow, đẹp quá Cảm <laughs> ơn cô Dễ thương chưa Cảm ơn dùng quà nhiều lắm có gì đâu anh, tôi cũng vui mà. Tôi cũng không ngờ anh lại có đứa con gái ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Bữa nào cô tới nhà con chơi nha. Ba con đi làm hoài à, chẳng ai chơi với con hết. Cô đến đọc sách và giải thích. Những gì khó hiểu cho con nha. Rồi, khi nào mà cô rảnh á, cô sẽ ghé thăm con ha. Dạ. <laughs> nè, cô phụ con nha. Dạ. Trời ơi! Giờ này tụi bé đang ở đâu vậy? Tụi bay ra đây liền cho tao! Nha. Trời ơi! Tụi bay đó! Cái gì mà ngủ ngủ hoài vậy? Riết rồi ấy hả? Già tụi hồi nào cũng không hay nữa là làm sao? Trời ơi! Mày làm cái gì vậy? Tôi đang khởi động chân nè! Ê, tôi khởi động tay luôn nè! Tập giống như tụi bay á hả? mày làm gì mà kêu nguyên đám ra tập thể dục vậy hả ờ à, tập thể dục có được ít lợi gì không Ê, có ai theo đuổi không vậy <laughs> có có đuổi chứ không có theo <laughs> tụi à bay sao? á tối ngày hả ờ à, lo sợ ế với ẩm vậy á mà không có biết chăm lo cho nhan sắc của mình có ma mới thèm nhìn tụi bay đó không biết á, có ma cỏ gì theo hôn mà sáng sớm mới bà bắt tụi tôi dậy như vậy nè tụi tôi là y như mấy con ma vậy ờ... mấy bà đó phải cố gắng nha không trời ơi tụi mình đã ngoài ba mươi tuổi rồi đó biết không dốc dáng dễ bị sồ lắm nè nè coi nè ê tôi sồ lâu rồi mà bụng mở không à ừ, đi bà này còn bà nữa gì coi cái mặt bà kìa nếp nhăn nè ừ. da mặt chuẩn bị chảy xệ ừ. nè muốn không trời ơi ừ. 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 Xuyên tập đi Bây giờ tụi mình phải tập ừ. nha không Trời ơi Phải quyết tâm á Phải níu giữ Phải chăm sóc Cái sắc đẹp đã ngoài 30 tuổi rồi Biết không Trời ơi rồi còn kiếm chồng nữa Chứ không để ế hoài sao Thôi 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 Bây giờ không có nói gì nhiều hết trơn á Mấy bà phải đi theo tôi Một hai ba chạy nghe không Đi theo tôi ừ. Đi Chạy hả Chờ tao với vô Trời ơi Ê ê Tụi bay Trời ơi Làm gì chạy lẹ quá vậy Chờ Chờ chút à. đi Chờ tao nghỉ chút đi Hồi nãy á Thế nào đòi chạy Bây giờ nó mệt là sao Hả Hồi nãy Tao thấy mày sung như con báo kia mà Ờ Thì à, cũng có lúc á Báo nó cũng ngoan như mèo chứ Trời tao mệt quá cho tao nghỉ chút đi Ờ thôi nghỉ đi Chứ tao thấy là mày thở hết nổi rồi đó Trời nào coi à. À. Là... <laughs> Nè Hôm nay á Mới chỉ là khởi động chiến dịch thôi nghe không À, muốn đẹp á Tụi bay phải chịu lâu dài Phải siêng năng à, Chứ không phải là giống như tụi mình đâu Mới có một ngày một bữa Mà hả Đòi thành công là không có đâu Trời à. ơi Chừng nào tôi mới thoát à. khỏi cái cảnh này đây à. À. Còn nữa nè Một ngày á Phải uống ít nhất là hai lít nước ừ. Ăn nhiều rau củ trái cây ừ. Tuyệt đối tránh xa tinh bột hả nè quên cái chuyện đi thang máy đi nghe không tập leo thang bộ đi nhà đứa nào mà ở gần công ty á thì đi bộ đi làm đi nghe không hả à. À. tao mừng tao mừng tao không có làm công ty tao mở sớm tao bán mình nè à. trời <laughs> ơi tụi mày nhớ nghe không nhan sắc là số một đó nghe chưa à. À. dạ mời ông bà uống nước à chị có nhớ bỏ ít đường cho ổng không vậy dạ tôi nhớ mà ừ dạ ông bà muốn ăn cái gì để tôi đi chợ ông ơi hmm. bữa nay nhà mình ăn canh chua nha ông ôi trời gì mà chẳng được dạ rồi thì ăn được bao nhiêu mà chị mua con cá ngon ngon á về nấu canh chua nhớ mua rễ cây về nấu nước mát nha trời này nóng nực quá dạ 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 Nhà thì mênh mông Mà chỉ có mình tôi, ông với chị người làm hả à. Thì bà coi đi đâu cho nó khuây khỏa đi Thì cũng qua nhà mấy bà bạn chơi Nhưng bây giờ hết muốn qua nữa rồi Làm gì mà bà hết muốn qua Qua nhà người ta chỉ cho buồn Nhà người ta ngày lễ, ngày chủ nhật, ngày Tết gì con cháu quay quần đông đủ bên nhau còn nhà mình có ba người hả à. Đi ra đi vô như cái bóng vậy Không biết lúc này á Thằng Phong nó làm ăn ra làm sao Bố bận biểu dữ lắm sao mà không chịu đưa con nhỏ về chơi Vừa trước tôi ghé nhà sách Tôi có gặp cha con nó Ông gặp cha con nó hả Cha con nó khỏe không ông Khỏe Khỏe Và vui lắm Ngân Nga nó có hỏi tôi không vậy Có hỏi ông bà nội không Trời đất ơi làm sao mà tôi biết được Lúc đó tôi thấy con bé Ngân Nga Nói chuyện với một cô gái nào đó Trông cũng hiền dịu dễ thương lắm Mà tôi không tiện để nói chuyện Không muốn gặp nhỏ thì nó đại Không muốn gặp đi Nó không tiện Biết tánh ông quá mà Ông không muốn nói chuyện với cha con nó Chứ không tiện gì Kìa bà bà nói như vậy mà nghe được à nhưng mà nghe nói là dạo này nó làm ăn cũng ổn lắm bà không biết cha con nó sống ra làm sao nữa thằng phong không biết nó có chăm sóc con nhỏ cẩn thận không nhà thì không có phụ nữ mà con bé thì tuổi ăn tuổi lớn bà lo lắng á thì cứ đến thăm tụi nó đi cứ ngồi đó mà kêu la hoài ông ơi hay là Ông đi với tôi qua thăm cha con nó nghe ông Tôi biết ông cũng nhớ nhỏ lắm mà Hôm qua tôi thấy ông mua quà Ông ông giấu đây nè ờ... Quà thấy đẹp thì mua thôi Bà nhớ thì bà qua thăm tụi nó đi Tôi ở nhà Còn bao nhiêu chuyện nữa <laughs> Tôi đang cần sớm bài viết tổng kết đợt trao giải tháng này cho kế hoạch PA của chúng tôi Nhìn ở ngoài thì dịu dàng, ôn hòa Vậy mà nói chuyện công việc cứ khô như ngói vậy Làm việc ở nước ngoài về có khác Ai mà làm cho chị Dung Hòa ngơ ngẩn gì ta? <laughs> chị đang suy nghĩ thôi <laughs> Suy nghĩ gì ghê vậy? <laughs> về một người đàn ông được chưa ờ đừng có nói là một người đàn ông đang làm ngôi sao cô đơn rung rinh nha <laughs> thôi được rồi hồi sau gì vậy em dạ bên phòng duyệt nhờ chị ký giùm ừ. em à em cảm ơn chị <laughs> em nghe nè anh Em đang ở tòa soạn hả? Em có rảnh không? Dạ, bận cỡ nào á thì cũng phải có thời gian nói chuyện điện thoại với anh chứ À Cuối tuần này á Là đám dỗ của ba anh Mẹ nói là phải mời cho bằng được em về Mẹ nhắc em hoài luôn đó <laughs> Dạ, bác gái mời á thì em sẽ tới Em tới sớm á để phụ anh và bác ha Vậy em nhớ sắp xếp thời gian đến dự nha Dạ rồi, chào anh Ok ừ. <laughs> um. Ăn đi con Cưng nha Coi ai tới nè à <laughs> hôm nay nội ăn tối với con nha ờ à, ừ. trời đất ơi hai cho con ăn cái gì vậy nè sao cho bé nga ăn toàn là thức ăn nhanh không vậy con ăn vậy sao nhỏ có chất được <laughs> Hỏi bên mỹ tụi con cũng hay ăn như vậy mà má má ngồi ăn luôn đi thôi má ăn rồi con cho con bé nga nó ăn thức ăn nhanh về hoài á là nó béo phì lên đó nè Mau có nấu mấy món mà bé nga nó thích nè đây con tự thích chưa bà nội là nhất con gán các thức ăn ba mua cho con lắm rồi đó <laughs> đó ăn đi con ba con á kêu má nấu đem qua đó có rảnh á đưa ngân nga về nhà chơi Ông mới mua mấy cây kiển mới Chắc là bố khoe với cháu nội đó Ba hết giận con rồi hả má Cha nào mà giận con Thiệt Tôi rầu cha con nhà anh Thương yêu nhau như vậy đó Mà ngoài mặt giống như là người dân vậy đó Chỉ biết nói với bà già này thôi hà Con à Con cũng đừng cố chấp quá Ba con nhớ con với cháu nội của má lắm Rảnh á dẫn cháu về nhà thăm ba đi con dạ ba khỏe hả má muốn biết khỏe hay bệnh á về nhà thăm đi rồi biết tôi không phải là nhịp cầu của hai cha con anh đâu ủa nhịp cầu là cái gì hả nội <laughs> nhịp cầu á là kết nối tình thương của hai người cố chấp đó con thôi con gái ngoan ăn đi không có hỏi nữa đồ ăn bà nội nấu cho con đó con mà không ăn là bà nội buồn đó Nội qua chơi nhiều nha nội ừ. Ba đi làm hoài Nhà mà thiếu bàn tay phụ nữ là không được đâu con Con vẫn chưa nghĩ tới mà Công việc còn bầy bộ Thấy chưa? Nói tới là công việc Con uh, có nghe bé Nga Nga nói không? Con nhớ ma My quá à Thấy chưa? Trời ơi, thiệt tình mấy con nhỏ này, dám cho tôi leo cây ha? Hẹn đã đời rồi bây giờ hả? Ba đứa không tới, mày mốt quá hả? Tụi mày thấy sắc đẹp của tao, tụi mày chảy nước miếng hết trơn. Ừ. Diễm lễ. Ủa? Em cũng tập ở đây hả? Dạ. à Ủa, anh tập ở đây hả? Ờ à, anh. Lâu Tập dành... ở đây cũng được năm mấy rồi. Ờ. anh chưa bao giờ thấy em dạ tại em mới tập hai ba bữa nay à mấy cô bạn em đâu dung quà đâu thì đó em bị tụi nó cho leo cây rồi ở nhà tụi nó ngủ sướng hơn à, vậy hả ủa mà sao anh chạy ở đây nhà anh gần đây hả à, nhà anh gần đây chạy đây <laughs> à, dạ. nhà em có gần dạ. đây không dạ nhà dạ, em cũng gần đây mai mốt anh em mình chạy chung cho vui à, dạ dù sao chạy hai người cũng vui hơn một người thôi được rồi bắt đầu từ ngày mai anh em mình chạy chung nhau ừ. hả ok dạ dạ vậy ha anh đi nha <laughs> Cô quan ý đây cô quan ý tới chơi à chào em em chào anh ngồi chơi đi em dạ em uh, có ghé ngang tiệm sách có mua mấy cuốn uh, um, sách vẽ tập vẽ cho bé ngân nga <laughs> sẵn em ngồi chơi với bé dùm anh luôn đi anh đang bận công việc rối bù mà nó cứ lăn sang hỏi hoài <laughs> dạ ngân nga có cô yến đang làm gì nè dạ con đây tô mấy con mèo à con đang dùng tô bà con con mèo mua cho hả? con đó Ừ ai ai cô dung hòa mua cho con con cũng biết cô dung hòa hả dạ con gặp cô dung hòa trong nhà sách cô dung hòa lựa giúp con cô còn mua cho con nhiều sách hay nữa cô còn mua tượng cho con nữa nè con đang to để gặp khoe cô dung hòa <laughs> bà này coi bộ không đơn giản ha ngân <laughs> nga của cô giỏi quá nhưng mà thôi bây giờ mình cất tượng đi ha cô có mua cho con uh, mấy quyển tập vẽ nè nè con vẽ với cô nha dạ nè tên 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 đây vẽ nha với cô con nè đó rồi con muốn tô màu nào đây nè cái này mình phải tô màu xanh màu xanh dương đó đó <laughs> Con tô nha Đây nè Nè con tô đi Màu xanh nè Đúng rồi đó Đúng rồi <laughs> Trời Hội nghị ban đầu hả <laughs> Con chào chú ủa mà sao cuối tuần mà ba con không dẫn con gái đi đâu chơi hết vậy mà lại để ở nhà như vậy nè hả <laughs> ừ con người đem này nữa xuống đường đi chứ <laughs> bộ sáng giờ bị cấm nói sao mà tới đây nói như kép vậy chuyện gì mà rồng đến nhà tôm nói ừ. tôm tép gì mới. ơi cuối tuần này là đám dỗ ba của tôi hai cha con ông á sắp xếp thời gian đến chơi nha ờ à, rồi ờ à, yên cũng sắp xếp thời gian đến chơi nha có dùng ừ. quà nữa đó Con gặp cô Dung Hòa Con sẽ hỏi những chữ con không biết Ba Phong không biết gì hết <laughs> Con hỏi đúng người rồi đó Cô Dung Hòa giỏi nhất là mấy chuyện này Chứ còn ba của con và cô Yến ở đây á Chỉ biết kiếm tiền suốt ngày Cũng bó tay thôi Cô Yến ha Ừ <laughs> uhm. được gặp cô dung hòa thích quá ba ơi con sẽ mang theo con mèo con mới tôn để khoe cô dung hòa <laughs> alo alo anh phong ơi anh giúp em với xe em bị hư em chờ sửa thì sẽ trễ mất uhm, kỳ lắm anh anh cho em quá gian nha nhưng mà anh đi chưa ba nè dạ, con xe cô yến bị hư vậy mình đến chở cô yến đi luôn nha ba ờ được rồi vậy em chuẩn bị đi rồi uh, hai cha con anh tới đón luôn dạ dạ em cảm ơn anh em chờ anh đó nha dạ nên em coi chừng trễ vợ đó tới giờ chiếu rồi ừ. phim này hay lắm đâu phải chỉ có một mình mình đi xem phim đâu <laughs> anh em <laughs> làm sao bây giờ hôm nay là ngày cuối chiếu bộ phim này rồi đã vậy đứa nào cũng bận hết chẳng có ai đi coi với mình hết chẳng lẽ mình lại xem phim một mình sao? Thôi ghê lắm lỡ gặp phải mấy tên biến thái thì sao? Alo anh Tuấn Tú hả anh đang ở đâu đó? <laughs> em đang ở trước rạp uh, CGV Celadon uh, anh tới liền đi dạ anh tới liền nha dạ dạ diễm lệ à, anh dạ. làm gì mà hẹn anh xem phim gấp vậy dạ không đâu có đâu tại vì anh biết sao không em hẹn với tụi nó lâu lắm rồi mà hôm nay là ngày cuối cùng chứ bộ phim này chầu hoài không thấy đứa nào tới hết cho nên em gọi cho anh đó Vậy em nhớ anh nói là cũng thích xem phim mà cho nên em mạo muội anh thì thích đi xem phim một mình hôm nay anh rảnh coi như là anh trả công cho em dụ em chọn quà cho mẹ anh <laughs> dạ có gì đâu anh mua sắm là thú vui của phụ nữ mà. Nếu vậy sẵn tiện bây giờ lại làm quân sư cho tôi dùng quà được không? Dung quà hả? ôi em không có dám chắc đâu nha. Dùng quà Hòa... Nó cá tính lắm, nó mà biết nó giận em luôn á. Vậy thì uh, em làm bạn riêng của anh nha. À, <cười> <cười> ừ. Ờ <laughs> Ờ <laughs> anh làm gì ở đây Tôi đâu có hẹn anh Tối trước em đi chơi không được hả <laughs> Anh đi đi, Sơn Phong tới bây giờ đó Không hiểu sao nha Thằng cha đó có cái gì mà nhiều phụ nữ đều mê như điếu đổ vậy Anh làm ơn làm phước Anh đi giùm tôi một cái đi Anh đừng có ám tôi nữa, tôi không có rảnh mà chơi trò mèo dần chuột với anh đâu Nên <laughs> em chả đi chơi đi Hôm nay nhìn em đẹp dễ sợ Trời ơi, <laughs> đi, đi giùm cái đi Thôi được rồi đi thì đi Thôi Em đẹp đi. em có quyền mà Đi <laughs> 왜 저래요? 백 Ai, ta? ai mà, tối không báo trước gì hết ừ. Ủa? nói. <laughs> Con? <cười> ừ. Nội, con mời nội uống nước à. Ủa, mà nội lên hồi nào vậy? Mà đi đâu sao đẹp quá vậy nội? Đẹp không? Đẹp <laughs> Nội đưa đưa dâu Con bé nhí á, nó lấy chồng ở trên thành phố á Trời ơi, vừa cây đưa mấy cái xe cá mập á Về rước đàn gái để mà rước đi lên nhà hàng năm sau Ủa, mà nội, còn bé nhí lấy chồng hả sao không ai báo gì cho con biết hết vợ mà nội lên hồi nào vậy sao nội không có báo gì để con đi ra đón nội nội hả nội kiếm gì vậy một con ở của mình hả r mà mà thứ bảy mà con cũng 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 ở có một mình anh con vậy hả trời ơi nội ơi chứ con ở với ai bây giờ <laughs> Cháu cưng của nội ngoan mà Trời ơi ngoan Ngoan làm gì Ngoan mà tới bây giờ không có chịu lấy chồng nghĩa trơn trội Nè nội lên đây á Nội không thông báo cho con biết Nè để nội coi coi, coi có cái gì á Nội bắt quả tan Giờ con làm nội thất vọng quá Con gái 30 rồi mà Không chịu lấy chồng gì hết trơn nè nó còn sinh đẻ được chứ để người đứa cô đét về ống nhô ống nhách bẻ chồng nào mà chịu nè còn thấy mấy nhí không nó giỏi ghê vậy á nó mới lên nó th trên thành phố à, được năm năm vậy đó mà nó lấy chồng trời giàu ơi, ghê vậy hoài. đó mà nó đãi nhà hàng khách sạn năm sau đó con trời ơi rõ ràng vậy đó nó bữa nó đưa Thiệp cưới qua nhà mình á thì nó có nói vậy nó nói à, để nó kiếm người nào mà giàu sang Để nó giới thiệu cho con Qua tuổi 30 rồi mà không có chịu lấy chồng Trời ơi mai mốt lấy chồng khó lắm Buồn lắm con ơi Nội không biết gì hết trơn á Nội nhìn con mà cô đét cái gì Nhộm nhất Mỗi ngày con phải ăn kiêng để giữ dáng đó Thời nay Không có ai thích con gái mà tròn trịa Giống như là thời của nội đâu Ủa Mà nội cũng ngộ thiệt á con lấy chồng chứ có lấy má chồng đâu mà nội lo nội <laughs> chồng con á sẽ là một hoàng tử đẹp trai lãng mạn ừ. rồi con sẽ làm đám cưới ở biển ừ, cổng chào kết toan là hoa hồng và rượu ừ. champagne ừ. uống trong ly pha lê rồi con sẽ đưa cả nhà mình vô resort chứ ai mà thèm làm ở khách sạn Trời sao nội 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 không có chịu đi thúc đi sọt gì hết trơn á Nổ. Thời thôi con nói lát rất rồi nội tích nổ chết quá nè nè nổ biểu con đi về quê lấy, lấy chồng để cho hàng xóm tự đừng có hỏi thăm người ta người ta nói người ta cười mà cũng ta ba má con á <laughs> để con lên đây sống có một mình con rồi con tự tung tự tác rồi Nhưng... con không chịu lấy chồng gì hết trơn á nè nếu con ở dưới quê á là nổ có chắc rồi chứ đừng nói có cháu à nghe thì con cũng muốn lấy chồng Để cho nổi với ba má vui lòng mà Nhưng mà chắc duyên chưa tới Từ từ đi Để cho con tìm người xứng đáng với con chứ Trời ơi Con gái con lứa Xanh đẻ phải có thì Cô bộ con con kém quá rồi con con Được rồi, rồi con ế cho mình coi nha Nè mấy cái thằng mà hồi xưa theo con đó Bây giờ nó lấy vợ của con cả bây vậy á Còn có mình con à À mà dạo này sao nội không thấy con về quê vậy Nội nó cứ tưởng là con có bạn trai rồi <laughs> Nè thôi bây giờ mình cứ về quê đi ha Nội kiếm đứa nào được á Nội tính cho ha? Ừ, thôi thôi nội ơi không được đâu Con về mà về quê lấy chồng á Mấy ông dưới quê mình á Toàn nhậu nhạc say xỉn không à Về đó lấy mấy ông á hả Chỉ để hầu rượu suốt ngày thôi à Rồi lấy gì mà sống rồi đẻ nguyên một bầy con nheo nhóc ra. ưi không được đâu, con không chịu đâu. Thì nội với ba má con nè, cho con lên thành phố này để học lấy cái nghề, để mà về dưới quê mở tiệm buôn bán. Ai à, vậy con ở đây luôn hả? Bây giờ con chơi nhà quê. Chơi nhà quê là ừ. sao hả? Nội. Hả? Vậy thì con ở trên này con ráng tiếp chồng sức đáng đi. Làm nó cưới cho nội coi đi, nha. Nội để từ từ đi Để con kiếm người phù hợp đã chứ Nó không biết Nội nói rồi đó Năm nay con phải lấy chồng Cho nội khỏi mang tiếng với Trời Chồng xóm họ cười nội. Đúng. Nè Con nhất định là phải lấy chồng nha Thôi nội bắt con về Nội bắt con về quê Nội gã đâu là phải chịu đó Không có chê à nha Thôi mà nội Làm sao trong năm nay mà kịp được Nói hmm. kệ con có lẽ ai cũng được hết á bà nội này với ba má con nè không có làm khó làm dễ ai gì hết á miễn là tụi con làm đám cưới đi trời ừ, ơi trời ơi nội đâu có thể nào mà cưới ai cũng được chứ hmm.